Cuộc sống của Ốc Thanh Vân thế nào sau khi tuyên bố dừng hoạt động showbiz? MC Ốc Thanh Vân tâm sự cô hài lòng với cuộc sống hiện tại và sẵn sàng quay lại sân khấu nếu có dự án phù hợp. Diễn viên MC Ốc Thanh Vân vừa trở thành khách mời trong chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Đây là lần hiếm hoi cô xuất hiện trở lại trên truyền hình sau khi thông báo tạm dừng hoạt động nghệ thuật vào đầu năm 2023. Chia sẻ tại chương trình, nữ diễn viên cho biết cô không tham gia các chương trình truyền hình không phải là không còn tình thương mến. Giai đoạn này, cô muốn dành nhiều thời gian để bên cạnh và lớn lên cùng các con. Ốc Thanh Vân cho biết cuộc sống của cô thay đổi gần như hoàn toàn so với trước đây. Hiện tại, tôi sống như một người bình thường, bắt đầu ngày mới rất sớm với những buổi dạy yoga cả trực tiếp lẫn online. Thời gian còn lại, tôi đưa và đón các con đi học. Tôi tham gia mọi hoạt động tại trường của các con và không bỏ lỡ bất kỳ một khoảnh khắc nào của các bé. Tôi cũng có công ty kinh doanh và thật sự bây giờ việc duy trì hoạt động của công ty cũng khó hơn rất nhiều so với những năm trước nên phải nỗ lực thật nhiều, cô nói. Nữ diễn viên tâm sự cuộc sống của mình bây giờ rất đơn giản, không cần phải trang điểm, mặc quần áo đẹp, xuất hiện chỉnh chu mỗi ngày. Dù đây là một sự thay đổi lớn nhưng Ốc Thanh Vân cảm thấy điều này phù hợp với con người của mình ở giai đoạn hiện tại. Với Ốc Thanh Vân, niềm vui mỗi ngày rất nhỏ bé, đơn giản và thật sự an yên. Cô cho rằng bằng cách này hay cách khác thì đích đến của cuộc đời con người là tìm thấy cái niềm vui, tìm thấy con người bên trong chính mình và bản thân cô đã làm được điều đó. Hơn thế nữa, Ốc Thanh Vân cảm thấy hạnh phúc vì dù đã rời xa sân khấu vẫn được khán giả nhớ đến, vẫn thường xuyên được khán giả gọi tên và hỏi thăm. Cô gọi đó là sự may mắn và phúc vận của người nghệ sĩ có được sau nhiều năm làm nghề. Ốc Thanh Vân tiết lộ cô thỉnh thoảng tham gia một vài dự án điện ảnh. Còn về sân khấu thì đã lâu nữ diễn viên không có cơ hội quay trở lại, lĩnh vực phim truyền hình dài tập lại càng khó hơn. Tuy nhiên, nữ diễn viên khẳng định nếu có cơ hội cô cũng sẽ sẵn sàng trở về với sân khấu và phim ảnh. Cô tâm sự, với tôi, làm công việc nghệ thuật ở thời điểm này không với mục đích để nổi tiếng hay để kiếm được nhiều tiền hơn mà vì muốn trả ơn tổ nghiệp. Công việc này đã cho tôi tất cả mọi thứ, thậm chí là được nhiều hơn những gì tôi mong đợi trong suốt cả một quãng đời tuổi trẻ và thanh xuân. Hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật, Ốc Thanh Vân đã có không ít vai diễn ấn tượng. Cô tự hào vì đã từng thể hiện các diễn mà bản thân mong muốn và không muốn chờ đợi thêm một vai diễn nào nữa. Nữ diễn viên hài lòng với cuộc sống đơn giản, an nhiên hiện tại. Ốc Thanh Vân cũng hạnh phúc vì từ hoạt động nghệ thuật đến công việc hiện tại luôn được gia đình ủng hộ. Cô khẳng định nếu là một điều gì đó mà không có sự ủng hộ của gia đình thì chắc sẽ không thể nào theo đuổi đến tận cùng được. Đối với tôi, được hít thở, được tập, được thiền, được đưa đón con, được gặp những học viên, sống một cuộc đời nhẹ nhàng đã là một điều hạnh phúc. Những vai diễn nếu có duyên, tôi cũng sẽ hết lòng đón nhận. Tính cách của tôi là vậy, khi đã cái điều gì cũng sẽ tận tụy và dốc hết sức mình, không bao giờ hối hận nhưng nếu không đến thì cũng sẽ không tiếc, cô trải lòng.